Để kiếm cá mưu sinh hàng ngày, nhiều ngư dân lớn tuổi tại Nha Trang đã ra vùng biển Hòn Đỏ giăng lưới bắt cá với cách đánh bắt rất độc đáo bằng cách dùng cây đập xuống mặt nước liên tục để dụ cá bơi vào lưới. Hàng ngày mỗi khi thủy triều cạn, hình ảnh nhiều ngư dân lớn tuổi một mình lặn lội ngâm mình dưới biển giữa mênh mông trời nước để giăng, thả lưới bắt cá đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố biển. Sau khi giăng một đoạn lưới dài khoảng vài chục mét chìm dưới biển, ngư dân cầm khúc cây liên tục đập mạnh xuống mặt biển khiến nước văng tung tóe để xua cá, dụ cá bơi thẳng vào lưới. Sau khi thu lưới về, ngư dân mang lên bờ để gỡ từng con cá mắc lưới rất khó khăn. Cá bắt được thường không nhiều với đủ loại cá, nhiều nhất là cá giò. Mỗi buổi đánh bắt gặp may, ngư dân thu được gần 1 ký cá, có ngày không may chỉ vài con cá mắc lưới. Nếu được trên dưới 1 ký cá, ngư dân mang ra chợ bán cũng kiếm được vài chục ngàn trang trải cuộc sống. Đây được coi là cách đánh bắt cá rất độc đáo mà chỉ có ở những ngư dân nghèo khi không có các phương tiện để đi đánh bắt như bao ngư dân khác, khiến ai trông thấy cũng phải xót xa trước cuộc mưu sinh thầm lặng vất vả của những ngư dân này.